Khả năng Trấn Thành chỉ lời vỏn vẹn 6 triệu bộ phim Đất Rừng Phương Nam khi toàn bộ kế hoạch kinh doanh đã thất bại. Trước ngày công chiếu Đất Rừng Phương Nam, Trấn Thành đã chia sẻ trên báo chí: "Tôi mong bộ phim mang đậm dấu ấn Việt, như thế sẽ đạt doanh thu cao. Tôi không muốn những định kiến rằng cứ phim lịch sử thì cứ sẽ khô khan, thất bại về thương mại. Đó là quan điểm cũ. Nhà sản xuất Trấn Thành đã khẳng định Đất Rừng Phương Nam là phim lịch sử, nhưng thực tế công chúng lại được thưởng thức một bộ phim lập sử. Doanh thu cao theo như Trấn Thành kỳ vọng là bao nhiêu? 300 tỷ, 500 tỷ hay 1.000 tỷ? Doanh thu cao theo Trấn Thành có thể hiểu là phá kỷ lục trước đó của nhà bà nữ. Đất Rừng Phương Nam phải đạt 400 tỷ dưới 3 tuần. Tuy nhiên, đội ngũ truyền thông lần này làm việc hiệu quả tốt, nhưng ngược lại đội ngũ sale và kinh doanh của bộ phim lại đang lao đao. Vì hậu quả quá trớn, hàng loạt kế hoạch bán vé của Đất Rừng Phương Nam đã bị dư luận lên án và buộc phải chấm dứt. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những chiến lược bán vé của bộ phim hot nhất năm 2023. Thứ nhất, tái bản sách Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi để bán sách cho học sinh. Trước cả khi bộ phim chính thức được công chiếu, không rõ bằng cách nào thì cuốn sách về tác phẩm Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi đã được tái bản, thẩm định, cấp phép và được phát hành rộng rãi với những hình ảnh minh họa được lấy từ chính bộ phim Đất Rừng Phương Nam năm 2023. Khi nó còn chưa được công chiếu ở góc độ truyền thông, đây là chiều PR cho bộ phim để dư luận khắc ghi bộ phim này trọn đời và mãi mãi. Còn ở góc độ chính trị xã hội, nhiều người lại cho rằng nhà sản xuất có kế hoạch tổng tấn công vào đối tượng sinh viên học sinh từ rất sớm, nhất tiễn hạ sông Điêu, vừa truyền bá nội dung, lịch sử, vừa thu tiền đầy túi. Hiện tại phim Đất Rừng Phương Nam đang nhận bão chỉ trích và bị yêu cầu rút khỏi rạp. Vậy không biết số phận của những cuốn sách Đất Rừng Phương Nam mới được tái bản sẽ đi về đâu? Thứ hai, đưa phim vào trường học khi Đất Rừng Phương Nam còn chưa được duyệt thì trong hệ thống giáo dục từ bậc đại học cho đến trung học cơ sở đã có hiện tượng nhà trường ban hành văn bản về việc tổ chức cho học sinh sinh viên đi xem bộ phim này dưới hình thức là mua vé tập thể, có trường mua hàng ngàn vé. Việc quảng cáo quảng bá của bộ phim này đã luồn lách sâu vào từng ngóc ngách và cả ký túc xá của sinh viên. Sau khi bộ phim này bị chỉ trích lên án, hệ thống bán vé của Trấn Thành đã bị đánh sập tê liệt và thông báo giải thể hệ thống. Thứ ba, thu hút khách bằng con đường mạng xã hội. Đội ngũ marketing hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ biến Đất Rừng Phương Nam trở thành bộ phim nổi nhất năm 2023 bằng con đường drama và tranh cãi. Tuy nhiên, tranh cãi của dư luận có vẻ đã nằm vượt lằn ranh mà đội ngũ marketing tưởng tượng. Điều này dẫn đến việc phim được nhiều người biết đến, nhưng cũng có rất nhiều người không có hứng để ra rạp. Và ở hướng kinh doanh, ekip của Trấn Thành vẫn đang ra sức cứu vãn PR trên báo chí và mạng xã hội, nhưng có vẻ không khả quan. Khi theo ghi nhận của báo Office Việt Nam và báo chí chính thống, thì doanh thu của Đất Rừng Phương Nam những ngày gần đây đang giảm mạnh sau khi drama bùng nổ. Trong buổi ra mắt phim Đất Rừng Phương Nam, Trấn Thành tiết lộ, theo thống kê của đoàn, nếu phim thu về hơn 100 tỷ, thì riêng Trấn Thành sẽ lời được khoảng 6 triệu đồng. Hiện không rõ khi các kế hoạch bán vé, cái thì bị phá sản, cái thì điêu đứng như thế này, thì bác ba pha ke sẽ lời lõm như thế nào, có khi nào câu nói lời đúng 6 triệu sẽ trở thành sự thật hay không?